Các cầu thủ Lào quá bé và ngay đầu tiên đã có một tình huống block rồi. Một tình huống phòng ngự vẫn không có điểm cho Lào. Thực sự mà nói thì bóng rổ 33 này thì có hai yếu tố quyết định đến thành bại, đó chính là physical, thể hình. Nhưng mà các cô gái Lào cũng đang có một chút vấn đề và dứt điểm. Điều tôi mong nhất bây giờ là các cô gái Lào sẽ thi đấu hết mình. Trận đấu sau chúng ta gặp Philippines thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lại là một cú ném xa, lần này thì bóng đi airball rồi. Tỷ số hiện tại đang là 7-0. Đã có một tình huống 7-0 khi mà trận đấu chưa diễn ra được tròn 2 phút. Lại là một cú ném mang hơi hướng của sự hy vọng mà thôi. Tiếng cầu giao tốt. PG bên phía đội bóng nào đã dường như có một chút e ngại và e sợ trong rơi vào bảng đấu rất khó khăn với ba đối thủ rất mạnh, đó là Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Một tình huống Pigadon rất tốt, lần này thì chắc chắn là sẽ có điểm rồi. Không hiểu là cô cá màu số 14 làm gì trong tình huống đó nữa. Một tình huống chạy bài rất tốt của các cầu thủ Thái Lan, một tình huống chạy xiết để tạo khoảng trống. Vẫn là cầu thủ màu số 13 và lại là ném xa. Lần này thì lại có hai điểm đội bóng Thái Lan. Một tình huống chuyền bóng rất tốt và điểm số thứ 2. Có vẻ như có thể coi là như vậy, họ đang không mất quá nhiều sức ở trận đấu này. Quá khó, vẫn là những tình huống offensive rebound đơn giản. Đây là một số lại đang là 18-3 rồi, trận đấu vẫn chưa kết thúc cả. Rồi rất đơn giản, họ tập ném đúng như gì chúng ta comment. Rồi trận đấu này có lẽ không có quá nhiều gì để điều gì để nói cả. Kết thúc trận đấu này, kết thúc như nào để chúng ta gặp Thảo My, Thảo Vy, Huỳnh Ngoan và Tiểu Duy, chúng ta vẫn không vào. Trời ơi, hãy giữ vững phong độ này gặp Việt Nam nhé các chị nhé.